Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Win. Hôm nay chúng tôi sẽ nếm thử một loài mối được các bạn yêu thích gần đây. Các bạn có biết đó là gì không? Đúng rồi, đó chính là mối hảo hảo. Và để thêm phần đặc biệt hơn cho hôm nay, chúng tôi đã mời đến đây một người bạn. Người đó là Akari của chúng ta. Yeah. Chào các bạn, mình tên là Akari, đến từ kênh YouTube Uncle Room. Các bạn có khỏe không? Dạ, chắc khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn hôm nay. Và Akari, bây giờ thấy phòng này là như thế nào? Cái studio này đẹp quá. Dạ. Như quán bar. Dạ. Người. Music start. Ai khóc nỗi đau này? Quán bar là có âm nhạc mà. Đúng rồi, yeah. Hey, stop. Đúng rồi, đúng rồi. Anh đi có biết mũi hảo hảo không? Mũi hảo hảo hả? Hảo hảo thì biết. Hảo hảo là mì gỏi đúng không? Dạ, đúng rồi. Ngon lắm ha. Dạ. Nhưng hiện nay là có mũi hảo hảo à. Nhưng mà cái này làm sao mà ăn được? Là... ăn cách nào? Không biết nè. Không biết. Nên hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Và cứ xem thử hảo hảo có tất sự loài mũi hoàn hảo như mọi người nói không nha. Wow. Oh. Trái cây là rất rất ngon nha. Ok là câu hỏi của chương trình là kể tên ba người nổi tiếng mà bạn thích nhất. Eric Chipu. Anh xin lỗi anh đi Chipu và Mule. À Mule nè. Mule. À. Còn anh Cari. Em thích diễn viên Chibi. À Chibi nè. Chị Harry Won á. Harry Won nói tiếng Việt rất dễ thương và vui. Ok. Jack. Và Tintin, ca sĩ Tintin. Trên ghế thích chơi guitar. Tintin cũng chơi guitar. Và MC Chan Tang. MC rap hai. Rap vui. Mời cả ban mở mắt ra. Dạ. Trân châu. Trân châu nè. Phần này là kể tên một tin đồn không có thật về bạn. Khi Shinsuke biểu diễn thì Shinsuke đoán bài phụ nữ. Nên người Việt Nam đoán Shinsuke là bê đê hông, bê đê phải không? Shinsuke trả lời là đúng nè. Không phải. Shinsuke không phải tin đồn nha. Shinsuke kể đoán rồi. Có vô rồi. Nè, không phải bê đê. Ôi chưa biết đâu, chưa chắc đâu. Có bộ. Có bạn trai cũng được mà. Dạ, được. Bảo tăng trước. Con trai mới của Shinsuke sinh ra. Chúc mừng. Nè, 100% nam. Shinsuke là 100% nam. Ôi chưa biết đâu, chưa chắc đâu. Là nhiều người Việt Nam á. Tưởng Kazu có nhiều bạn gái. Nhưng sự thật là vẫn còn ế nè. Ế hả? Ế hả? Ế hả? Ế hả? Ế hả? Năm năm rồi. Còn Akari thì
Nhiều người Việt Nam thấy cô gái Nhật á, thì lúc nào cũng nghĩ rằng là người này có thể là rất sạch sẽ, làm việc nhà chăm chỉ này kia. Nhưng mà thật sự em không phải là cô gái Nhật truyền thống. Em thường do cả phòng thì tắm hả? Tắm thì có, nhưng mà phòng cái đồ tùng lung. Professor. Cái này viết nè, cái này là món Hàn Quốc đúng không? Đúng rồi. Dalgona coffee. TikTok challenge. TikTok hả? TikTok hả? Là Akari có TikTok không? Có, nhưng mà giờ này ít chơi lắm. Là Double Whisk Corp nên hãy follow nha. Chà, 1, 2, 3, bắt đầu nhé. 1, 2, 3, bắt đầu. Hộp, phải hộp nha. Ok, ok, ok. 1, 2, 3, bắt đầu. Ngon. Anh lấy cái này chưa? Rồi. Rồi hả? Không ngon. Nhưng mà khó uống. Dở. Có món mà. Dở quá. Kore wa mazui. Kore wa mazui. Ichiban mazui. Mazui tat. Mazui tat. Itadakimasu. Kore wa ne. Kore meccha mazui wa. Hộp mà thịt. Hộp mà chắc, chắc hộp. Anh đi. Dỗ. Ôi da. Cảm ơn hôm nay. Anh Kari hôm nay cảm thấy như thế nào? Hôm nay á, cũng vui. Tại vì đây là lần đầu tiên anh Kari ăn thử mũi hảo hảo. Và nhiều đồ ăn rất kỳ lạ. Và anh Kari nghĩ là người Nhật Bản là thích mũi hảo hảo. Thích, dạ, dạ thích. Tại vì ví dụ như là anh Kari nghĩ là nếu mà chấm cây muối này với karaage hay gì đó nó mặn, thì karaage, cái này chắc người Nhật cũng thích lắm á. Nên lắm. Khi về Nhật Bản thì qua chỗ bằng của mình á. Thì như anh Kari thấy cái này hơi chua chua đúng không? Cho nên là nhiều cô gái phụ nữ thích cái này á. Nhiều cô gái thích chua chua á. Mang về nha. Và nếu mọi người biết video này thì hãy share, like và subscribe nhé. Music start. Ai khóc nỗi đau này. Okay.